Carnival, một dòng xe mà phải nói Tiền thấy dạo gần đây được rất nhiều anh chị quan tâm nha. 7 chỗ phải nói là siêu rộng rãi và được trang bị rất nhiều option tiện nghi luôn. Thì bên cạnh Tiền đây là Kia Carnival, máy dầu phiên bản Signature 7 ghế các anh chị, đời 2022. Em này đi khoảng 39.000 km rồi. Bên Tiền đang bán xe này với giá 1 tỷ 296 triệu, màu trắng siêu đẹp luôn các anh chị ha. Carnival màu trắng thì phải nói là hôm trước có rất nhiều anh chị liên hệ Tiền để tìm cái màu này luôn. Thì hôm nay Tiền về được một xe, các anh chị nào mình ưng thì nhanh tay chốt sớm nha. Nước sơn còn khá đẹp các anh chị, không có trầy xước gì hết nha. Và em này Tiền còn hỗ trợ trả góp lên đến 70%. Cần tư vấn chi tiết hơn về thủ tục trả góp như trả trước bao nhiêu, hàng tháng đóng bao nhiêu, lãi suất như thế nào thì alo Tiền, Tiền sẽ tính toán và tư vấn cho các anh chị nhà mình kỹ hơn ha. Rồi, em này thì biển Sài Gòn các anh chị, bên Tiền có hỗ trợ các anh chị nhà mình rút hồ sơ và sang tên trên toàn quốc nha, đi cận hơn phần nước sơn giúp Tiền. Nắp capo hỏng trầy xước gì hết các anh chị, đèn ở đây là đèn bi khá là đẹp ha, cảm biến trước sau đầy đủ cho mình luôn các anh chị. Mặt ga lăng nè, và nó nhìn rất là sang các anh chị ha. 7 chỗ nằm trong phân khúc MPV cỡ lớn, siêu rộng rãi luôn các anh chị. Mối nối cản còn rất là đẹp liền khít nhau, lớp độ ga gió Tiền thấy là còn khá là sâu các anh chị nha. Và mâm ở đây thì không có bị trầy xước gì hết các anh chị. Đăng kiểm ở đây thì Tiền thấy cả đăng kiểm đường bộ còn tới tháng 12 năm 2024 nhé. Dán phim cho mình rồi, tay nắm cửa thì có nút mở cửa một chạm và lên cho mình bệ bước rồi các anh chị ha. Tất cả xe bên Tiền khi bán ra luôn cam kết với các anh chị nhà mình xe không đâm đụng, không ngập nước, không đại tô động cơ vào hộp số, bao tách hãng nên là các anh chị nhà mình yên tâm. Và ngoài ra bên Tiền còn bảo hành riêng cho các anh chị nhà mình là 6 tháng hoặc 5.000 cây động cơ vào hộp số nữa. Còn trường hợp những chiếc xe đời cao như thế này nếu còn bảo hành chính hãng, mình vẫn bảo hành được của hãng bình thường các anh chị ha. Đây, bản Signature 7 ghế nha. Đèn hậu phía sau là đèn led trải dài như thế này, nhìn rất là sang các anh chị. Cam lùi, cảm biến lùi đầy đủ ha. Đây, gầm bệ nè các anh chị, sáng bưng ha. Em này chắc chắn xe là cúp điện rồi các anh chị ha. Ở tầm này là cốp là phải là cúp điện nhé. Và Carnival thì sẽ có một cái khoang để hành lý khá là rộng rãi như thế này. Những cái siêu ni lông từ nhà máy vẫn còn chưa gỡ nè các anh chị ha. Đồ nghề thì được đặt bên này còn đầy đủ các anh chị ha. Thì không có mở ra ha, mà còn mất thời gian của anh em mình. Đó, từng hàng ghế đều có hộc gió làm mát nha. Và chất da còn rất mới, rất là đẹp luôn các anh chị. Ok, bây giờ mình sẽ tiến về phía trước mình kiểm tra phần nội thất các anh chị ha. Option miên man, nhớ ở lại đây xem hết video với Tuyền ha. Em này ghế da rất là xịn sò luôn các anh chị. Đây, tông màu nâu và tông màu màu đen. Hàng ghế này thì vẫn là điều chỉnh bằng điện các anh chị ha. Sàn 5D trần nguyên bản vàng lạnh thì 3 vùng, cửa sổ trời 2 khung các anh chị ha. Siêu rộng rãi luôn á. Đẹp lắm, em này thiết kế và nó rất là đẹp ha. Em này ghế lái trên này và ghế phụ vẫn là chỉnh điện các anh chị, có nhớ ghế hai vị trí cho mình nè. Rồi cảnh báo lệch làn, cân bằng điện tử, vô lăng thì còn mới ha. Có lẫy chuyển số trên vô lăng nè, rồi ruy control các anh chị. Xe mình đi 39.333 km chuẩn ha. Táp lô không có trầy xước gì hết. Màn hình zin theo xe, một cái màn hình phải nói là khá là xịn sò và khá là rộng ha. Đó, dưới này đã những cái phím bấm còn mới keng, không có bị mờ hay là bay màu gì hết các anh chị. Cần số rồi các anh chị ha. Đấy, núm vặn điều khiển cần số nha. Phanh tay điện tử. Remote em này là 4 chế độ nè. Auto Horn các anh chị. Ở dưới này thì có cả sấy sưởi hai hàng ghế này nữa các anh chị ha. Đó, trên này thì có cửa sổ trời nữa. Tiền mở thử cửa sổ trời cho các anh chị nhà mình xem. 2022 không có gì để bàn về chất xe các anh chị ha. Rồi ok, bây giờ mình sẽ tiến về phía trước, mình sẽ kiểm tra phần động cơ các anh chị ha. Xe đã qua sử dụng thì mình chỉ quan trọng về những vấn đề như là đâm đụng ngập nước hay là có đã đại tu máy móc hay chưa thôi các anh chị ha. Còn ví dụ như mà có trầy xước ở một vài chỗ hay là giảm tốc ở một vài chỗ không thành vấn đề các anh chị. Rồi ốc của nắp capo nè, keo chỉ cabo, khung sườn, máy móc nguyên zin. Anh chị nào thấy được video này của Tiền nhanh tay liên hệ Tiền để chốt sớm các anh chị ha. Dự kiến em này sẽ bán rất là nhanh các anh chị. Đây, ốc máy nè các anh chị. Sơn phết đầy đủ ha. Em này thì xe cũ thị trường mình cũng không có nhiều xe lắm các anh chị, cũng
tương đối thôi. Tuy nhiên thì cái màu này thì phải nói rất là ít luôn. Các anh chị nào mình ưng thì chốt ngay nha, đừng suy nghĩ nữa. Những chiếc xe đẹp, xe hot như thế này, chần chừ suy nghĩ thêm 1-2 hôm hoặc là 1-2 tiếng đồng hồ nữa thôi. Đến khi quay lại quyết định mua chiếc xe này thì nhiều khi bên Tuyền đã bán mất rồi. Thì lại rất là tiếc, mình phải chờ những chiếc xe sau về. Và nhiều khi cái màu này mình tìm mà lại không có các anh chị ha. Rồi Tuyền nhắc lại thông tin chiếc xe này một lần nữa nha. Kia Carnival máy dầu bản Signature 7 ghế đời 2022, đi 39.000 km rồi. Bên Tuyền đang bán xe này với giá là 1.296.000.000. Và giá nơi Tuyền báo thì còn bớt cho các anh chị một tí xíu lọc lá nữa khi mà đến xem xe trực tiếp. Anh chị nào thích chiếc này nhanh tay liên hệ Tuyền qua số điện thoại ở bên dưới nè. Còn ở tỉnh xa, liên hệ Tuyền thì sẽ tư vấn cho các anh chị cái thủ tục là mua xe online và giao xe tận nhà của bên Tuyền, hoặc chốt giá chuyển khoản đặt cọc trước giữ xe. Nay mai mình lên mình xem xe, lên xem xe cứ đi test hãng thoải mái, không đúng với những gì bên Tuyền làm cam kết. Tuyền sẽ hoàn cọc cho các anh chị 100% và chịu luôn những cái chi phí test hãng đó ha. Và hiện tại nếu mà các anh chị nào tài chính mình thấp hơn, thích những cái dòng này thì bên Tuyền đang có như là Kia Sedona máy dầu bản full 2018 nè, máy dầu bản full 2020 và có cả máy xăng bản full 2020 nữa. Anh chị em mình có quan tâm tới những chiếc Sedona còn lại thì alo Tuyền gửi hình ảnh chi tiết và video chi tiết cho các anh chị nhà mình xem nha. Đừng quên bấm vào đăng ký kênh của Tuyền đi, để khi có xe mới nhất bên Tuyền về, Tuyền đăng lên thì các anh chị sẽ là người đầu tiên xem được. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các anh chị và các bạn ở những video tiếp theo.